kính chống giọt bắn 3A an toàn, dễ dàng sử dụng. Ngoài đeo khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn và bổ sung các sản phẩm dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, thời gian gần đây nhiều người đã lựa chọn kính chống giọt bắn 3A để chống dịch COVID-19 và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Kính chống giọt bắn 3A là sản phẩm đã được công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú phân phối rộng rãi trên thị trường. Kính có tính năng chống bụi, gió, chống giọt bắn từ miệng ra, chống sương mù không hấp hơi ngược, đảm bảo an toàn, bảo vệ mắt, vùng mặt. Bạn là nhân viên văn phòng, hay tiểu thương buôn bán, hay là học sinh, dù bạn là bất cứ ai thì tấm kính chắn giọt bắn 3A sẽ có thể đồng hành cùng bạn liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Kính chống giọt bắn 3A sẽ giúp bạn bảo vệ mắt, vùng mặt khi ở các môi trường lao động nhiều khói bụi. Kính được thiết kế mắt kính không độ, không bị lóa, trong suốt, lớp chống chảy xước anti-stretch. Với cách thiết kế như vậy để giúp người dùng sử dụng kính chống giọt bắn 3A một cách hiệu quả nhất. Vệ sinh kính thuận lợi dễ dàng và người dùng có thể tận dụng rất nhiều lần mà không tốn kém chi phí. Lưu ý khi sử dụng kính chống giọt bắn 3A để phòng chống dịch bệnh. Trước khi sử dụng, người dùng cần bóc bỏ lớp nylon bảo vệ được dán ở hai mặt của tấm kính. Lắp chốt cố định tấm kính, không chạm tay vào kính chống giọt bắn khi chưa được khử khuẩn. Một đặc điểm đáng chú ý của kính chống giọt bắn 3A là khả năng chống giọt bắn ở mức cao khi tiếp xúc với người đối diện hoặc ở những nơi đông người. Việc tiếp xúc ở cự ly gần sẽ khiến các giọt bắn từ miệng đi ra ngoài. Việc đeo kính chống giọt bắn sẽ hạn chế tối đa các giọt bắn sẽ đi vào đường hô hấp của bạn, đảm bảo tránh lây nhiễm bệnh từ bên ngoài mà đáng lẽ không nên có. Kính chống giọt bắn 3A có thể giúp các nhà nội trợ chống các giọt bắn từ dầu ăn, nước khi chế biến thực phẩm. Nhờ kính chống giọt bắn này sẽ hạn chế tình trạng bỏng mặt khi bị dầu ăn nóng bắn ra ngoài. Kính chống giọt bắn 3A được sử dụng công nghệ mới của Uvex với lớp anti phát chống đọng xương tuyệt đối. Người dùng có thể sử dụng đi chơi, đi du lịch thoải mái ở những vùng sâu, vùng xa, ở những nơi có khí hậu lạnh hoặc có ít sương mù đều phù hợp mà lại đảm bảo. Kiểu dáng cong thời trang, ôm che toàn bộ khuôn mặt, không bị thừa quá nhiều như các loại khác. Kính chống giọt bắn 3A được thiết kế nhỏ gọn, với kích thước gọng kính 79x29x42cm và kích thước tấm chắn 50x23x20cm giúp người dùng đeo vừa vặn, thoải mái làm việc, đi du lịch, vận động thể thao mà không bị vướng bận. Đặc điểm nổi bật kính chống giọt bắn 3A mang lại cho người sử dụng: chống vi khuẩn, chống bụi, chống các tia UV một cách tối đa. Đây chính là đặc điểm nổi bật mà người dùng luôn quan tâm tới. Kính sẽ giúp người dùng phòng chống dịch COVID-19 một cách tối đa nhất có thể. Khi sử dụng kính chống giọt bắn có gọng, người dùng vừa yên tâm làm việc lại vừa yên tâm chống dịch bệnh hơn. Một sản phẩm vừa đẹp, vừa có công dụng tuyệt vời thì chẳng có lý do gì mà bạn lại không sắm ngay cho mình mặt nạ chống giọt bắn 3A để sử dụng. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.